Trên mỗi sân trường không khó để bắt gặp các cô cậu học trò trực giật dọn dẹp vệ sinh. Dù là công việc thường xuyên để tạo nếp sống gọn gàng, bảo vệ môi trường, nhưng với nhiều bạn học sinh ở lứa tuổi 13-14 này, nó lại gợi nhiều suy nghĩ mới. Tình hình rác thải hiện nay còn rất là nhiều rác thải, nhiều cái bãi rác thải công cộng trên vỉa hè và trên đường phố, mọi người vẫn chưa khắc phục được những cái rác thải đó. Còn phải sáng chế ra nhiều loại máy để giúp ích cho chúng ta, rồi có thể là phân loại rác ra, rác nào có hại với rác nào có lợi để chúng ta tái sử dụng lại. Rác thải sinh hoạt có mặt ở mọi nơi. Vậy có bao giờ bạn nghĩ rác thải sẽ được đổi đời thành những thứ có ích? Trường của em là nằm ở trong một con đường hẻm nhỏ, thì xe lấy rác thì không thể nào mà vào lấy được. Vào những cái mùa khô thì việc xử lý rác tương đối dễ, nhưng vào mùa mưa thì việc xử lý thì rất là khó khăn. Bởi vậy một lúc em mới suy nghĩ và nghiên cứu tìm tòi để phát minh ra một cái máy để vừa nghiền rác mà có thể tận dụng những cái rác đó để phát ra điện. Đổi đời cho rác, chuyện tưởng như đùa, nhưng với cậu học trò Nguyễn Quốc Danh đã là cả một niềm đam mê và là nơi để em được thỏa sức sáng tạo, vận dụng các kiến thức vật lý và hóa học vào thực tế. Từ một lần nhìn thấy máy nghiền nhựa tại một cơ sở sản xuất nhựa thành những hạt li ti, khiến Quốc Danh thích thú và lên ý tưởng cho chiếc máy. Mục tiêu em đặt ra là chiếc máy phải nghiền được rác thành những hạt nhỏ để dễ tiêu hủy và phát ra điện. Những bo mạch, các bộ phận máy được vẽ nhiều lần để phát thảo, bởi theo em, lắp ráp các bo mạch, các đường dây, nếu sai một chi tiết là làm lại từ đầu. Để nó phát ra điện thì vật liệu ở đây thì là vật liệu nhỏ. Thì nếu mà nó nhỏ thì nó sẽ rất là khó. Tại vì chi tiết nhỏ chúng ta phải tỉ mỉ từng chi tiết và phải làm rất là tinh xảo từ ly từ tiết. Để có thể nào là làm thế nào để cho nó phát ra điện để đèn phải sáng. Hình thành từng chi tiết trong suy nghĩ, những buổi tăng học sớm thì chữa da chai của người bà con luôn là điểm hấp dẫn Quốc Danh. Bởi tại đây em được thỏa thích chọn lựa những thanh sắt vụn, đồ nhựa, những chiếc đinh ốc để làm dụng cụ sáng chế. Thiết bị gồm hai bộ phận chính là phần nghiền và phần phát điện. Đó là phần nghiền ở phía bên đây. Với cốt nghiền. Đối với bộ phận nghiền, em đã dùng những thanh sắt cũ để chũa thành móng nhọn, gắn vào thanh sắt được ngăn cách với nhau bởi những ống nhựa để tạo thành cốt nghiền. Phần này đòi hỏi độ chính xác cao, nếu nó lệch sẽ không quay và hư. Đối với cái phần mà gác tự động đưa ra ngoài thì chúng ta phải sử dụng cái hệ thống đó là mạch bo của đĩa để hoạt động. Thì chúng ta nếu mà một chi tiết nhỏ thôi mà nó bị hư hỏng thì có thể nói như là cả một hệ thống thì nó sẽ đi hư theo. Điểm độc đáo của bộ phận nghiền là tất cả các chi tiết đều được bảo vệ trong hộp. Chỉ cần bật công tắc motor hoạt động thì đó cốt nghiền quay, rác sẽ được nghiền nhỏ, sau đó đưa đến lò đốt để đun nóng. Khi sử dụng thực tế, máy nghiền được những bọc ni lông, gõ nhựa, giấy thành những hạt nhỏ và đưa ra ngoài để người dùng dễ dàng thu gom. Điểm đặc biệt, máy tiếp nhận tất cả các loại rác vừa kích thước bề ngang khoảng 3-5cm. Sau khi ra thành phẩm, máy sẽ phân loại thành rác hữu cơ và vô cơ. Theo đó, các loại rác hữu cơ sẽ được đưa vào bể chứa để ủ thành phân hữu cơ. Còn rác nhựa, bọc ni lông qua quá trình nghiền và đốt sẽ giúp phân hủy nhanh hơn ngoài môi trường so với cách xử lý truyền thống. Em thấy máy này rất hữu ích cho môi trường. Vì là nó sẽ xử lý được một số loại rác thải công nghiệp lớn. Điện năng hiện nay thì như chúng ta đã biết thì rất là đắt tiền. Thì nếu mà có thể tạo ra điện năng thì như có thể chúng ta có thể nói là 2 trong 1 rất là tốt. Nghiền rác thải thành những hạt nhỏ, đặc biệt qua đun nóng nó sẽ giúp rác phân hủy nhanh hơn. Cách làm này đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng. Tuy nhiên đối với mô hình này, em Quốc Danh đã tận dụng các vật liệu sẵn có để sáng tạo chiếc máy tiện lợi, tiết kiệm chi phí nhưng mang lại hiệu quả thiết thực.
Từ mô hình cho thấy sự trau dồi và nghiên cứu của các bạn học sinh để cho ra đời những sản phẩm hữu ích với đời sống, thân thiện với môi trường. Thưa quý khán giả, đổi đời cho gác, chuyện tưởng chừng như đùa, thế nhưng bằng một ý tưởng táo bạo, bạn Quốc Danh đã biến việc xử lý gác trở nên vô cùng đơn giản, thuận tiện và cho thấy tinh thần bảo vệ môi trường của các bạn học sinh. Đến đây chuyên đề sáng tạo trẻ kỳ này xin phép khép lại. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào chương trình này kỳ sau.